alo alo dạ kính thưa quý vị và các bạn à, sau hai cái buổi live stream của bà nguyễn phương hằng vào tối hôm qua à, về cái vấn đề liên quan đến ông võ hoàng yên á cả nhà thì à, sáng nay chúng ta thấy có rất nhiều những cái tờ báo à, đã đưa tin xung quanh cái câu chuyện này à, và tất nhiên á, là ai cũng muốn, cái, muốn biết cái sự thật đằng sau câu chuyện à, được cho là hành hung của bà nguyễn phương hằng à, bởi vì không thể nào mà à, trước một cái cơ quan công quyền mà lại có những cái người lộng hành như vậy đúng không À, nhưng mà nói đây thì chúng ta cũng nhớ nhớ lại chút xíu là ở Đức Hòa Long An cái nhóm người ở Thiền Em bên bờ vũ trụ đó à, lúc mà họ đi giành 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 con gái của người ta, à, con gái của người ta nhưng mà họ lại giành, họ tuyên bố là cái cô gái đó, họ có chủ quyền với cô cô gái đó rồi họ cũng la làng ở trụ sở công an. À, hay là ông Đường Nhệ á, Đường Nhệ thấy bình đó cả nhà thì cũng đánh người ngay tại trụ sở công an rồi sau đó ông đó bị phạt tù là 30 tháng rồi bồi thường 100 triệu gì đó thì hình như là cái nạn nhân là anh Mai Thế Duy bị thương tích là đến 15% lần, à, thì à, nói chung là có cái cái vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng kể thì chúng, chúng ta mới liên tưởng mới nhớ lại những vụ đó thôi. À, nhưng mà quay trở lại với câu chuyện này á, là sáng nay trên báo Công an Nhân dân có một cái bài viết ghi rằng á là chiều ngày 17 tháng 10 trong cái buổi live stream trên trang cá nhân thư ký của bà Nguyễn Phương Hằng À, bà Hằng cho biết trong buổi làm việc tại phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 10 à, về cái vấn đề kiện tụng có sự xuất hiện của ông Võ Hoàng Yên và bốn luật sư hai à, nam hai nữ đi cùng à, bà đã bị năm người này hành hung đấy và theo lời bà Hằng thì một mình bà đi với một luật sư còn bên phía ông Võ Hoàng Yên thì có tất cả năm người à, cái lúc xảy ra sự việc thì bà bị hành hung thì có một cái đồng chí công an gọi người đến giúp à, tuy nhiên cũng theo cái lời của bà Hằng trong buổi livestream thì chính bà Hằng kể lại rằng hai người đi chung là luật sư đứng chửi rủa tôi còn hai người đứng canh cửa ngay tại công an thành phố Hồ Chí Minh à, năm con người tấn công tôi cùng một lúc trong phòng 10m vuông à, có thể là tấn công bằng lời nói cả nha À, lời nói cử chỉ thôi chứ không có đến đổi mà phải 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 ra hành động đã đụng tới người kia đúng không chúng ta phải hiểu như vậy à, trong phòng 10 mét vuông còn nếu tôi nói sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật kẻ à, thì đội đánh người thì đội tán vào mặt tôi tôi la lên mới thôi à, bà hằng khẳng định à, cũng theo bà hằng thì toàn bộ vụ việc được camera trong phòng ghi lại bà nói á, sẽ gửi đơn yêu cầu đến công an thành phố hồ chí minh trích xuất camera hình ảnh của cái cái việc làm trên đó và gửi đến bộ công an các cấp lãnh đạo để làm sáng tỏ vụ này. mà cũng theo nguồn tin từ công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết là xung quanh cái việc phản ánh bà Nguyễn Phương Hằng tổng giám đốc công ty Đại Nam bị một nhóm người hành hung tại buổi làm việc ở phòng cảnh sát hình sự. Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự báo cáo rõ vụ việc. Hiện á thì chưa có thông tin cụ thể nhưng mà cái nguồn tin nhấn mạnh á, là hai bên có lớn tiếng nhưng không có chuyện hành hung đó người ta kết luận dọn dẹn một cái câu đó thôi nhưng mà qua đây thì chúng ta cũng hiểu á à, nói chung là ở trên báo công an nhân dân rồi những cái tờ báo khác như tuổi trẻ thanh niên rồi người ta có đăng rằng rằng đó thì cũng xoay quanh cái, cái nội dung câu này thôi nội dung cái câu là hai bên có lớn tiếng nhưng không có chuyện hành hung À, rồi từ cái câu này người ta mới đặt những cái tiêu đề khác nhau là à, không có chuyện hành hung hay là bà hàng bịa chuyện là thế này thế kia à đó là toàn bộ những cái bài đăng à, cũng gần giống như báo Công an Nhân dân sáng nay vậy thì à, nếu chỉ dừng lại ở đây à, mình nói nếu nha là chỉ nếu dừng lại ở chỗ này thôi dừng lại như là báo chí đăng thôi à, chứ còn nếu mà người ta trích xuất camera rồi có thêm nhiều nhiều những cái tin tức khác đó, thì thì lại là một cái vấn đề khác nha à, là một cái câu chuyện khác cho nên mình chỉ nói là dừng lại lại thôi. À, nếu mà dừng lại ở cái câu chuyện hành hung mà mà trên báo chí đã đưa tin á, à, thì rất nhiều người bên phía ông Yên đang rất hả hê và cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đã bịa chuyện. À tuy nhiên á chúng ta phải hiểu một cái điều rằng á cái vụ việc này à, phải đặt vào cái trường hợp à, góc nhìn góc nhìn 69. À góc nhìn 69 thì mới thấy được cái rõ cái bản chất của vấn đề. À, phải đặt vào cái trường hợp đó một người đứng ở trên đầu của số 9 một người đứng ở cái đuôi số 9 thì sẽ hiểu được rõ cái vấn đề này à, chẳng hạn như cái người nhìn ở bên phía phía trên đi phía trên thì họ sẽ thấy cái đó là số 9 nhưng mà cái người ở phía ngược lại phía dưới thì họ sẽ nói đó là số 6 đúng không đó à, vậy thì trong cái câu chuyện này à, Mọi hành động to tiếng từ phía ông võ hoàng yên à, như chẳng hạn những lực, những luật sư được của ông Yên đó thì bà hằng sẽ cảm thấy bị ức chế bởi vì bà hằng là người bị hại trong cái chuyện này và trong cái buổi làm việc thì bên phía bà hằng lại ít người hơn đúng không ít người hơn mà mà bên phía ông yên lại lớn tiếng và có hành động và sĩ vã thì bà hằng sẽ cảm thấy lo sợ bởi vì cái không gian khá là chật hẹp mà à, còn bên phía ông yên thì ngược lại à, ngược lại họ 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 binh hùng tướng mạnh hơn mà trong một cái căn phòng rất là nhỏ à, cho nên muốn trấn áp tâm lý bà hằng bằng những cái hành động đe dọa như vậy à, đó là đe dọa nha tại vì bà hàng nói là à, tôi sẽ tán bà hay là tôi sẽ đánh bà gì đó thì đó là rõ đó kêu bằng rung cây vỏ khỉ mà phải, phải, phải làm cho người ta sợ bị ức chế tâm lý à, và thế là cái hành động lời qua tiếng lại thậm chí là có thể là có mạt sát đúng không có thể là chửi bới à, theo bà hàng thì nó không chấp nhận được thậm chí là gây bất ổn nếu như mà có lần sau à, kiểu như là cái tâm lý của bà hàng cảm thấy vậy đó tại vì người ta trấn áp mình quá cho nên không chấp nhận được cái hành động đó à, thế cho nên bà hàng cần yêu yêu cầu đó là cần phải làm rõ cái chuyện này làm rõ cái vụ việc này à, mà nói thiệt với cả nhà mình hãy mình có nói rồi đó, là cái vụ việc này cái tự nhiên cái mình nhớ lại cái vụ đường nhẹ ghê <laughs> tại vì cái vụ đường nhẹ lúc đó mình cũng có theo dõi chút đỉnh là cái vụ mà ông ông Nguyễn Xuân Đường mà ông đánh người đánh ông, ông Mai Thế Di ngay chỗ trụ sở công an đó rồi bị phạt luôn á tự nhiên sẽ nhớ cái vụ đó <laughs> mà bây giờ quay trở lại với câu chuyện của ông Vũ Hồng Yên và bà Nguyễn Phương Hằng à, ngày hôm qua thì à, như vậy không thể nói rằng bà Hằng bị chuyện được đúng không mà đây là do cái cách nhìn nhận vấn đề theo những cái góc nhìn khác nhau thôi đó cái này là không thể nói bà Hằng bịa chuyện được mà có chăng á, là phải hiểu về cái 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 góc nhìn à, góc nhìn đặt đặt mình vào cái hoàn cảnh của người ta đặt mình vào ở những cái hoàn cảnh tương tự đi thì sẽ hiểu đúng không à, tuy nhiên á thì mình cũng thấy rất là lạ ở chỗ này cả nhà à, bên phía ông yên á à, từ đầu cái vụ việc tới giờ á, thì họ luôn cho rằng ông võ hoàng yên là bị oan à, bị vu khống rồi à, ông ấy là cái ngay không sợ chết đứng thế này thế kia à, nói rất là nhiều lần như vậy thì tại sao mà khi đối diện với bà nguyễn phương hằng á thì lại mang đến bốn năm luật sư như vậy đúng không ở đây mình nói bốn năm luật sư là tại vì ông võ hoàng yên ông cũng là một cái người luật sư một người học ở trường luật luôn cho nên nó là bốn năm người à, vậy thì rõ ràng đang mày dẫn rất nhiều người lên làm gì cả nhà trấn áp tinh thần thôi trấn áp tinh thần của hàng à, mà 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 nếu như không có gì mà khuất tất đi à, thì cứ thẳng thắn đối chất với nhau thôi đâu cần phải mà kè kè nguyên một cái ekip luật sư hùng hậu như vậy à, đó là còn chưa kể một vị luật sư có cái background á nó thuộc hàng khủng luôn á hàng khủng luôn chứ không phải đơn giản đâu từ một cái 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 hàng ngành nghề của ông trước đây rồi à, những cái lần ông đi học ở nước ngoài rồi những cái vụ kiện tụng ông đã từng thắng kiện thế này thế kia một background rau ghê gớm lắm chứ không đơn giản đâu cả nhà à, à, nhưng mà sự thật là gì thì chúng ta cũng phải chờ thôi chờ tin từ cơ quan công an à, từ cơ quan chức năng người ta điều tra à, chứ mọi thông tin trên mạng xã hội bây giờ chỉ là suy si đoán thôi ngay cả báo chí bây giờ đưa tin nói rằng là bàn bịa chuyện thì cũng là là do họ đưa tiêu đề lên thôi. À, bởi vì những người trong cuộc người ta mới hiểu rõ nhất thôi. Những người mà có chứng kiến vụ việc đó người ta mới hiểu rõ thôi. Chứ còn báo chí hay truyền thông hay gì thì cũng nghe cái lời người khác nói lại thôi. Kể cả báo báo gì đó nó phỏng vấn ông ông luật sư kính này thì ông nói là không có chuyện đó. Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ nói ông 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 hành hung người ta, ông chửi bới người ta hay là ông đe dọa người ta, đúng không? À, đó là chỉ là những cái lời nói từ ở một phía thôi quan trọng nhất á, bây giờ là cơ quan chức năng, à, cơ quan có thẩm quyền người ta trích xuất camera hoặc là cái vị công an, á, cái điều tra viên ông, ông hiếu gì đó thì mới biết rõ cái sự tình thôi. À, chứ bây giờ mọi cái thông tin trên mạng xã hội hoặc là báo chí luôn nữa, một số tờ báo luôn nữa thì chỉ là đưa tin theo kiểu như là 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 cho có thôi chứ thật sự không phải là cái đinh điều tra hay là tin chính thống. À, chúng ta phải hiểu đó một điều như vậy ha. Thì à, tới bây giờ luôn mọi cái à, trang mạng xã hội rồi những cái hội nhóm thì cũng đang bàn tán xôn xao cái vấn đề này bên phía ông yên á thì nói rằng bà Hằng bị chuyện còn bên phía bà Hằng á thì cảm thấy khá là bức xúc bởi vì nếu mà cái hành động đó xảy ra là không thể chấp nhận được đó thì cứ cự cự cãi cự cãi thì muôn đời nha nay rồi À, do đó mình thấy cái câu chuyện này là nó cự cãi rất nhiều luôn à, từ cái chuyện nghệ sĩ chuyện của hoàng yên chuyện hoài linh chuyện từ thiện gì nói chung là các chuyện gì người ta cũng cãi được hết trơn ai cũng có cái lý riêng hết trơn à, nhưng mà cái sự thật thì nó đã sờ sờ ra vậy rồi mà người ta không có chịu hiểu cả nha rồi bắt đầu người ta đơm đặt lên các thứ để để dẫn cái dẫn hướng dư luận đi một hướng khác đó, đó là cái, cái, nguy hiểm của truyền thông ha bây à, giờ cơ quan chức năng là người sẽ cầm cân nảy mực để có cái vụ việc này nó chìm xuống thôi ha rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại